Sau gần một tuần nghị án, sáng 27 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 36 bị cáo, trong đó có ông Trần Hùng, cựu chuyên viên Tổng cục Quản lý Thị trường, về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, sản xuất buôn bán hàng giả. Xét tính chất mức độ vụ án, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, lời khai tại tòa, lời bầu chữa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Hùng 9 năm tù về tội nhận hối lộ và phạt bổ sung 80 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Duy Hải, lao động tự do 27 tháng tù về tội môi giới hối lộ, quy định tại Điều 365 Bộ Luật Hình sự. Bị cáo Cao Thị Minh Thuận, giám đốc công ty Phú Hưng Phát, 10 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Ba cựu cán bộ quản lý thị trường bị phạt từ 18 tháng tù treo đến 30 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 24 tháng tù treo đến 6 năm tù. Theo nhận định của hội đồng xét xử, sau khi nghiên cứu hồ sơ và xem xét lời khai của người liên quan, nhận thấy những chứng cứ không đủ căn cứ cho rằng bị cáo Hùng có chứng cứ ngoại phạm. Từ đó, tòa kết luận bị cáo Trần Hùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, hướng dẫn Cao Thị Minh Thuận khai không đúng bản chất sự việc để không bị xử lý hình sự hành vi vi phạm pháp luật. Sau đó, Trần Hùng nhận 300 triệu đồng từ Thuận thông qua người môi giới Nguyễn Duy Hải. Theo hồ sơ, bị cáo Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm đã có hành vi in, sản xuất tiêu thụ hàng triệu cuốn sách giả, có tổng trị giá hơn 260 tỷ đồng. Sau đó, nhóm tổ chức tiêu thụ trót lọt trên 6,3 triệu sách giả. Trong vụ án, Thuận là người chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.